những ngày giữa tháng 6 năm 2022. Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An đã tiến hành lắp đặt và bàn giao thành công máy thổi vỏ chai PET bán tự động công suất 2.200 chai trên giờ mang model VAPET 2200 cho anh Dương tại Campuchia. VAPET 2200 là chiếc máy thổi vỏ chai bán tự động với thiết kế có 4 đầu thổi. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015. Không chỉ được ưa chuộng tại Việt Nam mà còn được nhiều khách hàng tại các nước trong khu vực ASEAN tin dùng. Đây là một trong những dòng máy thổi chai bán tự động tiên tiến mà Việt An cung cấp ra thị trường và được người tiêu dùng ở trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Máy có thiết kế công nghiệp nhỏ gọn, hiệu suất cao, dễ dàng sử dụng, có thể thổi ra được nhiều kích cỡ chai đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Hệ thống máy chủ của VAPET 2200 bao gồm máy thổi và máy xa nhiệt. Máy xa nhiệt có chức năng làm phôi chai nóng lên và giãn nở đều, sau đó phôi chai sẽ được công nhân đưa sang bộ phận khuôn chai của máy thổi chai PET. Bộ phận thổi với 4 đầu thổi sẽ thổi khí đã được lọc và làm khô từ máy nén khí áp cao và 4 phôi chai, làm biến dạng phôi theo hình dạng khuôn thành chai thành phẩm. Với thiết kế có 4 đầu thổi, cùng lúc có thể thổi được 4 chai, giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm chi phí. Trung bình mỗi giờ, máy sẽ thổi được 2.200 vỏ chai PET đạt tiêu chuẩn chất lượng. Và chỉ cần một nhân công cũng có thể vận hành được chiếc máy thổi chai này. Do vậy, khi sở hữu chiếc máy thổi chai bán tự động 4 đầu thổi VAPET 2200 sẽ giúp bạn tiết kiệm được chi phí thuê nhân công so với sử dụng các dòng máy thổi chai bán tự động thông thường khác. Trong khi đó, công suất thổi rất cao, lên tới 2.200 chai mỗi giờ. Sau khi hoàn thiện lắp đặt, hướng dẫn vận hành, công ty Việt An đã tiến hành bàn giao chiếc máy thổi chai VAPET 2200 cho anh Dương để đưa vào sản xuất vỏ chai nhựa cung cấp ra thị trường. Anh Dương sau khi nhận bàn giao sản phẩm vô cùng hài lòng với chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ của Việt An. Cảm ơn anh Dương cũng như quý khách hàng ở trong và ngoài nước đã tin tưởng lựa chọn sử dụng sản phẩm của Việt An trong nhiều năm qua. Ngoài máy thổi chai bán tự động VAPET 2200, Việt An còn rất nhiều dòng máy thổi chai từ bán tự động đến tự động, cũng như các sản phẩm khác. Các bạn có thể truy cập vào website vietan.vn để xem thêm thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.